Xin chào quý anh chị, hôm nay Nội thất Khoa Nguyệt xin chia sẻ cho anh chị hai bí quyết để giúp anh chị mua được một tủ quần áo đẹp và giá rẻ. Hiện nay, ngày càng xuất hiện các đơn vị bán tủ quần áo với nhiều mẫu mã cũng như chất lượng khác nhau, đòi hỏi quý anh chị cần cân nhắc kỹ lưỡng những tiêu chí riêng để chọn sản phẩm ưng ý nhất. Nội thất Khoa Nguyệt luôn quan tâm đến khách hàng. Với những tâm lý đó, ở video này, quý anh chị sẽ biết thêm nhiều thông tin để có kinh nghiệm mua tủ quần áo mà giá hợp lý nhất. Ai cũng muốn mua được tủ quần áo gỗ đẹp, kiểu dáng phù hợp và đặc biệt là chất lượng bền, chắc và có giá thành hợp lý. Vì vậy, hãy quan tâm đến những video của chúng tôi cùng các sản phẩm đẹp đi kèm luôn tạo cho bạn sự thoải mái và yên tâm trong quá trình sử dụng. Để mua được sản phẩm đẹp và chất lượng thì chọn được một địa chỉ uy tín là rất quan trọng để có được nội thất ưng ý. Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm đến các yếu tố như mẫu mã, kiểu dáng và chất liệu tạo nên tủ quần áo đẹp. Chọn tủ quần áo gỗ đẹp phù hợp không gian kích thước ngôi nhà bạn. Vấn đề khá quan trọng ở đây là vị trí không gian đặt chiếc tủ quần áo trong căn phòng bạn. Nếu ngôi nhà của bạn có diện tích hẹp thì nên chọn những mẫu tủ có kiểu dáng nhỏ, thiết kế đơn giản. Tại những căn phòng nhỏ, các gia chủ thường chọn tủ quần áo cánh lùa có thể tiết kiệm được diện tích, hay tủ quần áo âm tường khá phù hợp với ngôi nhà, tạo nên điểm nhấn sang trọng. Nhiều phòng ngủ có diện tích rộng, thoải mái, để bài trí thì chúng tôi cũng có nhiều ý tưởng độc đáo, đáp ứng nhu cầu cất giữ đồ của quý khách. Với những ngăn chứa đồ có các kích thước khác nhau, bạn có thể kết hợp sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Thông thường, tủ quần áo thường được đặt trong phòng ngủ để thuận tiện trong quá trình sử dụng. Bạn có thể làm những điều mình thích, đặc biệt là thoải mái mua sắm. Ngoài mẫu mã phù hợp với diện tích căn phòng, bạn cũng nên cân nhắc về chất liệu làm tủ quần áo sao cho hợp lý, đảm bảo về quá trình sử dụng và điều kiện kinh tế gia đình. Kết hợp với màu sắc trẻ trung, tạo sự liên kết chặt chẽ với không gian xung quanh, mang lại không gian tuyệt vời cho gia đình bạn. Chọn đơn vị thiết kế thi công tủ quần áo gỗ đẹp và uy tín. Với thị trường nội thất ngày càng nhiều đơn vị thiết kế thi công buôn bán các sản phẩm nội thất thì để có một đơn vị uy tín và chất lượng không phải đơn giản. Tủ quần áo gỗ là một trong những sản phẩm được đánh giá cao từ phía khách hàng. Với những mẫu mã đa dạng, kiểu dáng ấn tượng, Nội thất Khoa Nguyệt là điểm đến lý tưởng của mọi gia đình. Khi đến với Nội thất Khoa Nguyệt, bạn có thể đặt đóng tủ quần áo và một số sản phẩm khác như bàn ghế gỗ, bàn trà, bàn ăn, giường ngủ, tủ bếp phù hợp với yêu cầu của gia đình. Chúng tôi hỗ trợ mọi thắc mắc và tư vấn cho quý anh chị qua số điện thoại 0966 658 268. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Hãy nhấn đăng ký và theo dõi kênh của chúng tôi để nhận được nhiều thông tin hơn nữa. Nội thất Khoa Nguyệt, nơi trang trí ước mơ của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!